Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. Dạ rồi em chào mọi người, chào chị yêu nha. Các chị yêu ơi, em đã quay trở lại livestream của Dori rồi đây. Không biết có chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi chạy nhanh tay để lại comment cho em nha. Xin chào mọi người, hello các chị yêu luôn nè. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ lên cho chị yêu mình rất là nhiều mẫu đầm đẹp. Bởi vì hôm nay về hàng mới nhiều lắm, cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi like rồi chấm bài tương tác giùm em nha. Hello mọi người, xin chào chị yêu mình luôn nha. Hôm nay mọi người có thấy là cái mã đầm của em đang mặc đây đẹp mà. Đầm của em đang mặc đây cho mình đó là một em đầm lụa Vân Pháp mới về. Mã sản phẩm là DV072. Chị nào mọi người vào coi live stream rồi thì nhanh tay để lại chấm comment cho em liền nha. Chào chị yêu Anh Minh đã vào xem live. Xin chào chị yêu Cúc Hương đã vào coi live stream. Những chị yêu nào mọi người vào xem like rồi chấm bài tương tác lên like giúp em nha. Mã sản phẩm DV072 ngày hôm nay sẽ là một em đầm chất lụa Vân Phát và sẽ sale dành cho chị yêu nào mình đặt hàng trăm giờ like. Trời ơi, màu đẹp quá các chị yêu ơi, nhìn thôi là mê rồi các chị yêu nha. Ai mà mình nhớ chia sẻ live stream này, em free ship giao hàng luôn. Mã sản phẩm là DV072, em có đầy đủ size các chị yêu nha. Hôm nay các chị yêu nào mọi người đặt hàng trong khung giờ live stream mẫu đầm này, bên em đang bán giá gốc là 650.000 đồng một đầm, sẽ sale luôn cho chị yêu mình chỉ còn có giá đó là 580 thôi. Mọi người ơi, đầm lụa Vân Pháp chỉ có 580.000 thôi và có túi cho chị yêu mình hai bên nữa, quá đẹp các chị yêu nha. 580.000, ai có chia sẻ like em sẽ free ship giao hàng. Hiện tại cái mẫu này là mẫu mới về và đây sẽ là livestream đầu tiên, các chị yêu mình sẽ là những cái người khách hàng đầu tiên mình được săn ngay cái mẫu đầm của em mặc đây các chị yêu nha. Mọi người cho em xin ngay một nút thả tim, một nút thả like, hoặc là các chị yêu mình chấm bài lên để tương tác với máy chủ các chị yêu nha. Đặt hàng các chị yêu ghi là DV072 kèm cho bên em size, kèm số trên like. Đây mọi người nhìn cho em các chị yêu nha, đẹp không nào các chị yêu ơi. Cái vải của em đang mặc đây cho các chị yêu mình là lụa Vân Pháp mà nó còn lên họa tiết 3D rất là nổi bật luôn. Chào chị yêu quý, chị yêu quý Ngụy Quý nè. Chào chị yêu Mizi đã vào xem like nha. Em chào chị yêu Cúc Hường nha. Dạ rồi, em chào chị yêu Anh Minh đã vào xem like. Chào chị yêu Nguyễn Hoàn. Các chị yêu ơi, mọi người coi gần lại giùm em nè, cái chất của em đang mặc đây là lụa Vân Pháp các chị yêu nha. Đây là một chất liệu vải cao cấp nè, nó sẽ là có cái đường vân bên ngoài nè, mọi người nhìn thấy kỹ không ạ? Đây là mặt vân bên ngoài và đây là mặt vân bên trong. Cả hai mặt cho bên em đều là vân hết các chị yêu nha. Và giá của em đầm này bình thường em đang bán là 650.000 một đầm, nhưng mà chị yêu nào đặt hàng trên live nay sale còn 580.000 cho bên em DV072 và kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Mẫu này đẹp lắm mọi người ơi, đi chơi được và mặc đi tiệc được luôn các chị yêu ha. Riêng về cái chất lụa Vân Pháp này thì mặc lên cực kỳ xuất sắc nè. Mọi người có thể là giặt máy cũng được các chị, giặt tay cũng được các chị yêu mình, có thể là vò thoải mái cho em, hoặc là mình đi chơi đi du lịch á, mình bỏ vô vali này kia các chị yêu mình lấy ra mặc liền, không cần phải là ủi nha. Bởi vì cái đầm DV072 của em đó là không nhăn, mặc lên nó không nhăn một tí xíu nào luôn. Và các chị yêu mình coi cái màu hoa cho em đi ạ, màu họa tiết hoa lên cực kỳ đẹp luôn. DV072 kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Đầm này thì bao nhiêu tuổi mặc được, đó là các chị yêu mình hay hỏi em câu hỏi đó đúng không ạ? Nhưng mà riêng về cái em đầm DV072 này các chị ơi, bao nhiêu tuổi mặc cũng đẹp hết, 30, 40, 50, 60 các chị mặc đều đẹp cho em và đều hợp hết các chị nha. Cái đầm này của bên em nó là kết hợp giữa những cái gam màu họa tiết nè, có cho chị yêu mình tông màu nổi bật và có những cái gam màu trầm nữa, cho nên là mọi người yên tâm cho em, bao nhiêu tuổi mình mặc cũng đẹp. Và chiều dài đầm này là em may dài qua gối 103 cm các chị yêu nha. Mọi người ơi, đầm này may tầm 103 cm cho chị yêu mình, cái chất liệu lên cho chị yêu mình đây là lụa Vân Pháp cao cấp, cái vải này là vải nhập mọi người nha, mà đang sale là còn có giá 580 thôi. Đó, ai đặt hàng ghi là DV072 và kèm với số trên like giùm bên em để có đơn hàng các chị yêu nha. Đối với mã số sản phẩm DV072 này thì bên em có đầy đủ size ML, XL cho tới size cho chị yêu mình đó là 2XL, 72kg đổ về là vừa. Đầm này vải lụa Vân Pháp, nếu mà các chị yêu mua hàng các chị yên tâm một điều đó là mặc lên rất là mát. Cái dáng cổ em làm đây sẽ là cổ V, cổ cho chị yêu mình là cổ vuông cách điệu nha. Ở trên nó là cổ vuông và ở đây em sẽ thiết kế là sẽ chữ V cho mọi người. Nó tạo điểm nhấn rất là đẹp và cái họa tiết hoa 3D nè, mọi người nhìn thấy không? Rất là nét nha. Hoa văn cho chị yêu mình là lụa Vân Pháp nè các chị yêu ơi. Trời ơi, cái chất này đẹp lắm, chị nào mà bỏ qua thật sự quá tiếc, cái màu hoa của nó rất là xuất sắc các chị yêu nha. Và riêng về đầm DV072 này các chị mặc cho em là không bị đụng hàng với ai luôn, vải nhập các chị yêu nha, giá là 580.000. Chào chị yêu Nguyễn Vân đã vào xem like lấy đầm DV072 size M. Ok chị yêu Đa Ân, Đoàn Ân lấy đầm DV072. Chào chị yêu Trang Nguyễn lấy đầm DV072 55kg nha.
Ok, chị yêu Mỹ Tâm lấy đầm DV072 luôn. DV072 chốt đơn cho chị yêu Nhi Ngọc mặc lấy size XL. Ok, chị Hồ Phương lấy size 2XL. DV072 cho chị yêu size M, chị Ngọc Mai nè. À, chị mới nhận hàng vừa đẹp, thích lắm luôn shop ơi. Sẽ ủng hộ shop dài nha. Cảm ơn chị yêu Anh Minh rất là nhiều luôn ạ. Cảm ơn chị yêu đã là người chia sẻ like. Mọi người ơi, em đầm này là 580.000. Hôm nay chị yêu nào có chia sẻ live stream, bên em sẽ miễn phí ship các chị yêu nha. Bên em free ship giao hàng đến tận nhà cho chị yêu mình luôn, đúng không ạ? Nhớ là có chia sẻ like giùm em nha các chị yêu nha. Và bình thường á, bên em thì like cho chị yêu mình vào 2 khung giờ like, đó là 11:30 trưa và vào lúc 7:00 tối. Các chị yêu mình nhớ là bật thông báo live stream để có thể xem thật nhiều mẫu đầm mới các chị yêu nha. Ok, chị yêu Kim Anh Ngô lấy một đầm DV072 XL. Đầm này em mới về nha, cái màu các chị yêu mình xem là quá đẹp mọi người ơi. Riêng về cái mẫu này á, hiện tại là em mặc hơi bị rộng eo nên em kẹp nhẹ nha, nhưng đằng sau này các chị yêu nào, trời ơi, nó xuất sắc cực kỳ luôn. Đây là dáng váy các chị yêu ạ. Váy này là em may dài cho mọi người là qua gối đó các chị yêu, nhìn cái đầm không ạ, rất là đẹp các chị yêu nha. Mọi người ơi, họa tiết đầm này sẽ là họa tiết hoa 3D, cái dáng váy may lên cho chị yêu mình là xòe bồng rất là đẹp luôn, và màu lên là cái chất lụa vân pháp này á, nó kiểu như là tạo cảm giác cho mình nhìn vào là mình thấy là cái đầm này nó đẹp rồi, đã sang rồi, nó đẳng cấp luôn, bởi vì là cái vân của nó sẽ là vân nổi nha. Đây nè, cái vân của nó là vân nổi như thế này nè các chị yêu ơi, quay gần cho các chị xem nha. Đây, vân của nó toàn bộ đều là vân nổi và cái mặt bên trong của nó đều là vân hết nha mọi người ơi. Đẹp lắm, đẹp mà nó xịn sò cực kỳ luôn. Các chị yêu mình mặc cái đầm này cho em, ví dụ mình đi chơi, đi du lịch, mình bỏ vào vali này kia nó cũng không có nhăn đâu các chị yêu nha. Bởi vì cái chất vải này là lụa vân pháp hàng nhập luôn ạ, có túi nha. DV072 em làm có túi cho mọi người rất là dễ mang. Cảm ơn chị yêu Kim Anh Ngô nè. À, chị ơi, 37kg thì em sợ là không vừa rồi. Đầm này của bên em là tầm khoảng từ size M tới size 2XL, là dành cho chị yêu nào mình từ khoảng là 40kg, 45kg cho đến các chị yêu 72kg nha. Tại vì bên em á, chủ yếu khách của bên em là khách công sở và trung niên, cho nên là ít cái chị nào mà size S lắm, cho nên là em không có làm size S mà em làm từ size M trở đi các chị yêu nha. Size M, size L, XL cho tới size cho em đó là 2XL các chị nha. Và dành cho chị yêu nào mọi người từ 72kg đổ về là vừa. Bình thường em hay mặc size S, em làm size S á, là chỉ có mình em mặc vừa thôi. Và những cái mẫu đó thì khách không có khách nào mà lấy size S hết trơn á, cho nên là em đã làm từ size M trở đi nha. 37kg thì em sợ là không có size á chị yêu ha. Cảm ơn chị yêu Hồng Út đã vào coi live stream nè. Ok, chị yêu Anh Minh lấy DV072, chị Kim Anh Ngô lấy DV072, nghe máy xác nhận giùm em nha. Giá là 580, đẹp lắm, thật sự là đầm này các chị mặc lên y chang những cái hàng các chị yêu mình mua 700-800 ngàn. Nhiều khi những cái thương hiệu người ta làm lại những cái kiểu vân pháp như vậy giá là triệu mấy các chị yêu nha. Đầm này tem mạc đầy đủ là của Dori, hàng thiết kế cao cấp của bên em luôn. Vải là do bên em chọn cho nên các chị sẽ không có thấy bị đụng hàng các chị yêu nha. Màu lên chứ chị yêu mình sẽ là gam tông màu nâu kết hợp màu cam kết hợp màu xanh. Phần cổ nè, em tháo cái mic ra cho chị xem kỹ hơn. Mọi người ơi, phần cổ thiết kế cho chị yêu mình là cổ vuông cách điệu và tay sẽ là tay cánh tiên như thế này. Mọi người có thể mặc đi tiệc được nè, các chị có thể mặc đi chơi được, đi du lịch đều được cho em nha, rất là đẹp luôn. Đằng sau có khóa kéo, ai đặt hàng nhanh tay giúp em các chị yêu ha. Nhớ giùm em là chia sẻ live stream mình được thêm free ship giao hàng nữa nha. Đẹp quá em cảm ơn chị yêu Hồng Út rất là nhiều. Đầm DV 072 này là em mới về nha chị Hồng Út nha. Rồi mọi người ơi, ai đặt hàng kèm số trên like em qua mẫu các chị yêu nha. Mã sản phẩm là DV072 kèm với số điện thoại hiện tại đầm này em đang bán đó là 580.000 đồng một đầm thôi, miễn phí ship giao hàng đến tận nhà các chị yêu nha. 580.000 đồng một đầm và free ship giao hàng đến tận nhà luôn. Khi các chị yêu mình mua về sẽ được thêm gì ạ? Mua về mặc chật mặc rộng được hỗ trợ đổi size, cho nên các chị yên tâm giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu mới ạ. Chị yêu nào vào coi like rồi chấm bài tương tác giùm bên em nhé. Mọi người ơi, nhớ là đặt hàng liền, đầm này đi mới về đẹp lắm, màu lên nè. Trời ơi, xuất sắc cực kỳ luôn. Và 72kg đổ về mặc đẹp, chất là lụa vân pháp các chị yêu ha. Giá bán là 580.000 cho bên em ạ. Đầm quen đang mặc đây có giá là 580.000 đồng, free ship giao hàng đến tận nhà. Và ngoài ra bên em còn thêm gì ạ? Hỗ trợ đổi size cho những chị yêu nào mình mặc chật hoặc mặc rộng các chị yêu nha. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ qua ngay mà số sản phẩm tiếp theo. Các chị yêu nào mọi người vào coi live stream rồi thì chấm bài tương tác giùm em nè. Mọi người ai mà mình đặt hàng thì kèm cho em mã hàng kèm với số điện thoại nha, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn. Bây giờ thì em sẽ lên một cái áo sơ mi các chị nha.
Bây giờ em qua summy cho mọi người luôn. Cảm ơn chị Cẩm Nguyễn đã vào coi live stream đẹp quá. Cho em xin ngay một chấm comment trên like để tương tác các chị yêu nha. Bây giờ thì em sẽ qua cho chị yêu mình một em áo sơ mi. Mọi người coi live stream đợi em một tí xíu, em đi thay mẫu nha. Em cảm ơn chị yêu Hồng Mai lấy đầm DV072 size 55kg, nghe máy xác nhận giùm em. Giá của đầm em đang mặc đây sẽ là 580.000 các chị yêu nha, 580 thôi ạ. Free ship giao hàng đến tận nhà và thêm hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa cho chị yêu mình luôn. Em qua mẫu đây các chị nha, mọi người coi like thì đợi em một tí xíu, em sẽ đi thay mẫu mới. Các chị yêu mình nhớ đặt hàng trên like giúp em các chị nha. Dạ rồi các chị ơi, em qua mẫu nha. Ok chị yêu Ánh Lê lấy DV072 qua Sumi. Mọi người ơi, chị nào vào coi like rồi đợi em xíu nha. Em lên mẫu mới cho chị yêu mình luôn. Mã sản phẩm cho chị yêu mình tiếp theo sẽ là em áo sơ mi. Mã số cho bên em đó là AV001 các chị yêu nha. Các chị ơi, cái chất này của bên em rất là đẹp. Hôm nay em về cho mọi người là chất liệu vải cao cấp nè. Chị nào mọi người vào coi like rồi thì chấm bài tương tác nha. Ai đặt hàng nghe máy xác nhận giùm em. Cảm ơn chị yêu Ánh Lê đã coi live stream nè. Đây các chị yêu hoa, em lên cho mọi người cái mã tiếp theo. Đó là sơ mi cho bên em AV001. Và hôm nay mình có hai tông màu. Thứ nhất là tông màu đỏ và thứ hai là tông màu xanh. Mọi người ơi, cái sơ mi này nó đẹp lắm thật sự luôn. Và em nói thật với các chị yêu mình là sơ mi này mặc kiểu nào cũng đẹp các chị yêu nha. Hôm nay chị nào vào coi live stream rồi thì nhớ đặt hàng trên live giùm em. Mã sản phẩm đó là AV001 kèm số điện thoại các chị yêu nha. Đây em đứng xa cho chị yêu xem hết cái dáng đầm nè, quay hết cái dáng áo nha, quay một vòng cho chị yêu mình xem luôn. Các chị yêu ơi, cái AV001 này á, đầu tiên là cái chất nha. Cái chất này của bên em là chất lụa mango, các chị hoa mặc lên cực kỳ mát luôn. Mọi người lưu ý là cái chất lụa mango này là hàng cao cấp các chị hoa. Và bên em về là về hàng loại 1 cho chị yêu mình luôn. Khi chị yêu mình nhìn lên cái chất vải nó sẽ là có cái độ bóng, độ mềm nha. Và mặc lên rất là mát. Cái riêng về cái này các chị yêu mình vò thoải mái cả ngày luôn, cũng không hề bị nhăn. Ví dụ như các chị yêu mình đi công sở hay là các chị yêu mình đi chơi, đi tiệc này kia, mà mọi người đóng thùng với chân váy hay đóng thùng với quần tây, thì khi các chị yêu mình ngồi cho bên em vài tiếng đồng hồ, các chị tháo thùng ra không có một nếp gấp các chị yêu nha. Cái vải này là vải loại 1 và là vải cao cấp luôn mọi người ơi, rất là đẹp các chị yêu nha. Ở bên ngoài mình bán cái áo này cho bên em 300-400 ngàn một cái. Và hôm nay các chị yêu mình đặt hàng trên live stream, các chị được thêm free ship giao hàng cho bên em. Mà áo này giá gốc là 359.000 đồng các chị yêu nha. Nhưng ngày hôm nay các chị mua trên live sale còn 329k. Các chị sở hữu được một em áo có đầy đủ size từ 70kg đổ về là vừa. Chất liệu vải là lụa mango cao cấp các chị ha, và foam áo sẽ là áo foam suông. Khi các chị yêu mình mặc đóng thùng cũng đẹp và tháo thùng cũng đẹp luôn. Em có hai màu, thứ nhất là màu em mặc đây là màu vệt xanh và đây sẽ là tông màu vệt đỏ các chị yêu nha. Mọi người ơi, cái màu vệt xanh này em bán rất là chạy thật sự luôn. Màu vệt đỏ cũng như vậy nha.
Áo này em đã về tới mấy trăm cái rồi và cháy hàng các chị yêu nha. Cháy là bởi vì là cái mẫu này là kiểu như là bán cho chị yêu mình, cái chất vải này là vải nhập và vải là hàng loại 1. Bên em nếu mà về cho chị yêu mình á, đợt đầu tiên em về là sau là nó bị hết vải. Sau đó thì em phải đặt hàng nhập vải cho chị yêu mình rất là lâu mới lên được cho chị yêu con áo này các chị yêu nha. Tại vì cái mẫu này là hàng thiết kế của Dory luôn, em không lấy từ bên ngoài về để bán các chị nha, mà hàng này hàng thiết kế bên em nhập vải cho chị yêu mình và lên áo cho chị yêu mình luôn. Foam rất là đẹp và foam chuẩn hàng cao cấp các chị yêu nha, mà bán giá là 329.000 đồng thôi ạ. Miễn ship giao hàng đến tận nhà cho mọi người luôn. Vải này đặt tầm 10 ngày 15 ngày mới có hàng, cho nên là các chị thấy là đợt trước á, nhiều chị hay nhắn tin hỏi em là chị đặt áo AV001 mà chưa thấy giao, là các chị thông cảm là do thật sự là cái vải này của em nó quá hot cho nên là em phải đặt hàng thêm cho chị yêu mình các chị nha. Hôm nay em đã về trả đủ hàng cho mọi người rồi đó ạ. Màu em đang mặc đây sẽ là tông màu xanh nha các chị ơi, rất là đẹp các chị yêu nha. AV001 màu xanh và AV001 màu đỏ. Đối với cái mẫu sơ mi này á, bao nhiêu tuổi các chị mặc cũng được cho em. Nếu như mà chị nào 20 mấy tuổi cỡ như em mặc cũng đẹp. Các chị 30, 40, có nhiều chị 60 tuổi vẫn đặt sơ mi này của em và mặc lên rất là sang. Chân váy có bán nha chị yêu nha. Em chào chị yêu Thúy Võ đã vào xem like. Chị bao nhiêu ký mặc size mấy? Dạ hiện tại là em 47 ký. Áo sơ mi em mặc size M, chân váy em mặc size S, size M luôn chị nha. Chị Thúy Võ ơi, chân váy có bán nha, giá là 299 miễn ship. AV001 cho chị yêu Mizi lấy một cái 1m65. Mọi người ơi, áo này từ 70 kg đổ về là vừa, rất là nhiều chị đã đặt hàng cái set này rồi các chị nha. Áo em mặc là AV001, tông màu của em mặc đây sẽ là tông màu xanh, có cho chị yêu mình đây sẽ là tông màu đỏ các chị yêu nha. Giá là bao nhiêu tiền? 329.000 đồng hai cái áo, em nhầm, 329.000 đồng một cái, miễn phí ship giao hàng đến tận nhà giùm em nha. Chân váy em mặc đây là SV001, chân váy đuôi cá, giá là 299.000 đồng. Mọi người ơi, giờ em đang mặc set này là size M các chị yêu nha. Đây các chị coi giùm em nè. Riêng về áo sơ mi này có nhiều chị nói là em ơi chị mua về mặc bị rộng, thì các chị mình lưu ý một điều là sơ mi là foam của nó sẽ là foam suông các chị yêu nha. Sơ mi là dáng áo phông suông, dáng áo phông rộng đó. Các chị mặc với lại chân váy hoặc đóng thùng, hoặc là các chị tháo thùng ra là cái dáng của nó sẽ là hơi suông. Có nhiều chị bên em nói sơ mi bị rộng thì em không biết là tại sao mà nó rộng luôn mọi người ơi. Giống như em là 47 kg, size chuẩn của em là size S và size M, nhưng mà sơ mi này em mặc lên size XL vẫn đẹp các chị yêu nha. Nó đẹp theo cái kiểu là rộng rộng rãi một tí xíu, thoải mái một tí xíu. Sau rồi mặc với quần sọc thì nó thành dấu quần đó các chị yêu nha, rất là đẹp luôn. Sơ mi mọi người lưu ý là không có phải rộng đâu các chị yêu nha, mà do cái dáng áo của nó là dáng áo phông suông, chứ sơ mi bên em không thể làm mà may bó sát cho chị yêu mình được đó. Nếu mà may bó sát thì nó sẽ lộ rất là nhiều khuyết điểm các chị nha. Còn cái này là em may kiểu dáng phông suông rộng rãi thoải mái cực kỳ thích luôn. AV cho em là 001, giá em bán cái áo này là 329.000 một cái và em miễn ship. Chất này siêu đẹp nha, em nói thật là chất này mê ly luôn. Chị nào nhận được cái áo mà chất liệu lụa mango cao cấp này rồi, các chị yêu nhớ cho em phản hồi nha mọi người ơi. Bởi vì sao em về cái đợt 2 này cho chị yêu em, em đặt cái đợt vải này cho chị mình là vải còn cao cấp hơn là đợt đầu tiên em về. Lần đầu tiên cũng là lụa mango nhưng mà cái lần này nó còn đẹp hơn cái chất đầu tiên nữa các chị yêu nha. Và mọi người mặc lên là siêu mát, mặc cho em 4 mùa xuân hạ thu đông luôn, không hề gây nóng, không hề gây khó chịu. Nhiều chị nói là mùa hè em ơi mà lên sơ mi tay ngắn, nhưng mà các chị yêu thử mua cái áo sơ mi tay dài AV001 này cho em nha. Về nhà em nói còn mặc mát hơn những cái áo chất liệu tay ngắn bình thường các chị hay mang. Sơ mi người ta hay làm chất thô lắm mọi người ơi, người ta hay làm chất đuổi nè, hay làm chất KT nè, rồi hay làm chất kiểu như là dày á các chị yêu nha. Thì cái chất này của bên em là vừa phải, mặc lên mát, AV001 thấm hút mồ hôi tốt. Và nhớ giùm bên em là hôm nay các chị mua trên like có chia sẻ là được free ship giao hàng nha. Màu em mặc đây sẽ là màu xanh, để em tháo cho các chị yêu mình xem cái dáng nè. Đây là cổ sơ mi và các chị yêu mình nếu thích sexy mặc cho em hở hai cúc ra như thế này các chị yêu nha. Trời ơi em nói thật sự là quá sang chảnh luôn, như vậy được chưa các chị ơi? Như vậy là mọi người đi tiệc được chưa ạ? AV001 này của em rất là đẹp nha. 329.000 đồng cho bên em 329.000 đồng một cái. Chân váy có size luôn nha chị yêu nha. Chân váy có size đầy đủ SML và XL. Chân váy này là hàng xuất dư, chân váy này không phải là của bên em làm mà là chân váy hàng xuất dư với các chị yêu nha. Chân váy này em đã bán rất là nhiều rồi, giá là 329k, giá 299k và miễn ship nha. Đây các chị coi form lên cho em, chân váy đuôi cá mặc lên lưng cao rất là đẹp luôn.
Mọi người ai mua chân váy ghi là SV001 các chị yêu nha. Chân váy đẹp lắm mọi người ơi, các chị coi nghiêng giùm em nè. Trời ơi, mặc thật lên là nó quá là nịnh dáng các chị yêu mình luôn ý. Chân váy này là chất umi và chân váy là hàng xuất dư các chị yêu nha. Đó, chân váy hàng xuất dư, giá có 299 quá rẻ. Áo sơ mi màu gem màu xanh nè, mặc lên da rất là trắng da luôn. 329.000. Cái này là em đang mặc theo cái kiểu là trẻ trung các chị yêu nha, và nó kiểu theo cái kiểu là hơi sexy tí xíu đi tiệc này kia. Còn chị nào đi công sở các chị yêu cứ cúc lên cao hết cho em cũng được luôn. Đó, các chị đi công sở thì mình mặc theo kiểu này rất là lịch sự nha. Còn chị yêu nào muốn kín đáo này kia thì các chị yêu cúc lên cao cũng được luôn. Đó, các chị yêu thấy không, rất là đẹp nha. AV001 màu em mặc đây là tông màu cho chị yêu mình là màu cái này là màu xanh với màu đỏ. Dạ 52 kg, 1m55 thì mặc size L nha chị yêu nha. Áo của em đang mặc đây cho chị yêu mình thì chị mặc cho bên em là tầm khoảng, nếu như mà mình thích mặc rộng rãi thì lấy size L nha, thầy lấy size L giùm em áo nha. Còn nếu như mà mình thích hơi ôm xíu lấy size M cũng được. Sơ mi của em đang mặc đây cho chị yêu mình á, là em mặc size M là em 47 kg các chị yêu ha. Mình 52 kg mặc size L giùm em là đẹp nha chị Thúy Võ nha. Nguyên một cái set của em đang mặc đây là áo 329 và chân váy 299. Các chị yêu ơi, cái áo các chị yêu có thể là mua một cái này, hoặc các chị yêu mình có thể là lần sau các chị mua hay gì cũng được, nhưng chân váy các chị nên mua giùm em. Tại vì chân váy này mặc với cái gì cũng đẹp nha. Chân váy các chị có thể kết hợp với sơ mi nè, kết hợp với áo kiểu, kết hợp với áo ôm. Chân váy này mặc với rất nhiều thứ các chị yêu nha. Và mọi người nên có một cái chân váy trong tủ đồ, bởi vì áo sơ mi thì em về rất là nhiều kiểu và về rất là nhiều mã hàng. Chân váy thì em chỉ có một cái mã này thôi, và em kết hợp với tất cả các áo đều được luôn. Và lần nào lên livestream các chị cũng hỏi chân váy rất là nhiều. Chân váy em mặc đây đó là AV001 nha. Ghi giùm em chân váy là SV001. SV001 là chân váy, còn áo sẽ là AV001 nha chị nha. Nếu mình đặt hàng cho em, số điện thoại sẽ có nhân viên em tư vấn size. Hiện tại áo sơ mi em đang mặc size M các chị yêu nha. Mọi người ơi, sơ mi là phải thoải mái, các chị lấy cái size chuẩn cho em là được nha, không có bị rộng đâu ạ. Đem áo phông áo ra cho chị yêu mình xem. Hiện tại là cái dáng áo này á, là nếu mà các chị muốn mặc cổ hở hay không là do mình thôi, tại vì em làm cúc tới cao tới đây lận mà. Đây, em làm cúc cao tới đây luôn các chị nha. Mọi người muốn mặc lên cao các chị yêu đóng hết cúc, chị yêu nào thích sexy thì mặc cổ hở là được các chị nha. Yên tâm giùm em, áo này kín đáo lịch sự lắm. Sơ mi mà là phải kín đáo rồi. Và ngoài ra thì sơ mi cho bên em thì phải là phông rộng các chị ha. Đây, AV001 của em đây ạ. Không nhanh tí nào, mặc lên nó mát lắm. Các chị yêu nhìn cái vải tay nè, nó sẽ là kiểu như là nó vừa mềm mà nó vừa mát, cho nên các chị nhìn thấy không? Nó rất là suông các chị yêu ha, nó cực kỳ đẹp luôn. Đây, em đang mặc cho chị yêu mình nha. Nếu các chị yêu nào muốn mặc thoải mái như vậy thì các chị yêu mình lấy chuẩn size giùm em các chị ha, bởi vì là sơ mi là phông rộng. Đó, các chị về mặc với quần sọt cũng đẹp đằng sau đây các chị nha. AV001 mọi người ơi, kèm số điện thoại lên like giùm em. AV001 là áo của em đang mang, giá bán dành cho chị yêu mình đó là 329k. 329k một em áo có hai tông màu, màu xanh và tông màu đỏ, có đầy đủ size từ M, L, XL cho tới size là 2XL. 70 kg đổ về là mặc đẹp nha. Còn chân váy là sẽ là SV001 cho bên em, giá là 299.000 đồng. Chân váy thì giá có 299 thôi và được free ship các chị yêu nhé. Cho nên là chị yêu nào mình đặt hàng thì chốt đơn trên live. Mọi người nhớ là chia sẻ livestream này giùm em nha. Bởi vì là em chỉ sale trong khung giờ live thôi, ngoài giờ live là không có được giảm giá đâu. Cho nên là mọi người tranh thủ đặt hàng trên live sẽ có nhân viên tư vấn. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới các chị yêu nha. Mọi người ơi, ai vào coi livestream đặt hàng nhanh tay, thấy số lạ gọi tới thì nghe máy giùm em nhá. Cảm ơn chị yêu Quỳnh Vi lấy mã số AV001 đẹp quá. Áo này là giá bán cho chị yêu mình là 329.000 đồng một áo, free ship toàn quốc luôn ạ. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang mẫu mới đây. Em sẽ lên cho chị yêu mình một em đầm các chị yêu nha. Chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì chấm bài tương tác giùm em. Để thay đổi xíu em sẽ lên cho chị zoom nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu khác các chị yêu nha. Để em coi có mẫu nào đẹp không ạ. Chị yêu nào vào xem like rồi thì đặt hàng trên like giúp em đi mọi người ơi. Ai thấy số lạ vào tới thì nghe máy nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho chị yêu mình một em đầm cũng rất là xinh. Đầm màu lên cho chị yêu là mình màu đen hoa nha.
có chị yêu nào mình đặt hàng nữa thì thấy số lại gọi tới nghe máy xác nhận dùm bên em. Mọi người lưu ý là đặt hàng trên LINE là vừa được giảm giá nè, rồi còn thêm được thêm free ship giao hàng đến tận nhà nữa đó các chị ơi. Cho nên là các chị yêu mình nhớ là chốt đơn trên LINE dùm em luôn nha. Cú pháp mã kèm với số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn. Bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu mới các chị yêu nha. Và sau đó thì chắc là em sẽ quay trở lại ở trong cái live stream sau. Ở live stream sau thì sẽ lên rất là nhiều mẫu đầm đẹp. Các chị yêu mình nhớ vào coi live sau dùm em nha. Thấy số lạ gọi nhớ nghe máy xác nhận các chị nha. Em cảm ơn mọi người, em sẽ quay trở lại liền nha.